lẹ đi mày, có khách kìa. Ê mày ra mày tranh thủ mày câu thời gian đi, xong rồi tao cấp lẹ lên lẹ lên. Ok ok. Mời anh chị vào đây. Mời anh chị mua dưa hấu của bọn em, đảm bảo ngọt thịt mọng nước luôn. Dạ em chào anh chị. Trời ơi, ngồi nhìn anh chị sang quá à. Mà cũng nhìn chị lạ nữa, không biết là anh chị từ vùng nào tới đây ta? À không giấu gì chị, thì cô chủ tôi là nhiệt từ Mỹ mới về nước. Hình như là hồi xưa cô chủ của tôi cũng sống ở cái khu nào đó gần đây nè. Trời ơi, hèn chi nhìn anh chị sang dễ sợ, chỉ đâu như dây quê tụi em. À cô chủ của tôi á, gửi lời cảm ơn với cô. Trời ơi, em cảm ơn chị. Dạ em mời anh chị mua dưa hấu về em, đảm bảo ngon ngọt chất thịt. Nè anh chị nghe nè, vậy đã không chị, nghe sướng liền. Cô có thể cắt cái chai dưa hấu này ra cho tôi được không? Dạ được, để em cắt cho chị coi thử nha. Ôi, em nghĩ là mình nên mua dưa hấu này đi, chứ em thấy là trời đang kéo mây mưa lớn dữ lắm. Mua lẹ đi cô chủ, cho không kịp. Trời ơi anh chị nhìn coi, cái miếng dưa hấu nè nó đỏ mọng y chang cái mỏ của chị á. Anh thấy sao? Tôi thấy nó ngon ta. Dạ. Em không thấy ngon hả cô chủ? Thôi mình mua đi cô chủ. Mua hai chai. Dạ anh chị lấy hai chai ha. À khoan chị ơi, cho em hỏi cái là dưa hấu mình bán nhiêu tiền ký chị? Dạ à, thú thật với anh, đây là dưa hấu em cắt tại vườn luôn, giá cũng phải chăng chỉ có 200.000 một ký thôi, nhưng mà em đảm bảo với anh là ngon ngọt mọng nước y như chị vậy đó. Dạ để em lấy về hai trái nha. À anh chị ơi, có gì á em cắt sẵn cho anh chị luôn nha, chứ để chị cắt em sợ chị cực nha. Dạ em cảm ơn chị cắt nhanh tay mà em cắt nha, em thấy trời kéo mây chuẩn bị đổ mưa. Ok ok, em làm lẹ lắm, đợi em xíu nha. Dạ dạ, dạ. À, thôi anh chị ra kia ngồi đi, có gì em cắt xong em đem qua cho. Dạ dạ ơi, mình đi cô chủ. Trời ơi, em gửi dưa hấu cho anh chị nha. Dạ. Ngon ngọt mọng nước. Dạ không mút. Dạ chị nói gì vậy chị? Cô chủ của tôi là muốn hỏi là giá là bao nhiêu hả chị? À dạ của anh chị là 450.000. Thôi thôi ơi chị ơi, em cảm ơn chị nhiều nha, em cảm ơn chị. Trời ơi sập dưới. Dạ dạ thưa chị em nó. À dạ tôi xin phép đi lẹ đi, trễ giờ rồi. Dạ con chào gì ạ? Cô là... Cô có phải là dì Hai, chị gái của bà Lan không ạ? Con là My, con gái của mẹ Lan ạ. My Lan. Ôi trời đất ơi, là My hả con? Ngồi xuống đây đi con. Ngồi xuống. Trời ơi, mấy chục năm rồi còn cái gì? Lúc bay đi hả, bay mới có 2 tuổi à. Lúc đó hả, dì còn chưa đẻ con bé Vi nữa. Thế bây giờ dì mấy người con rồi ạ? Trời ơi, dì có mỗi một mình con bé Vi là con gái thôi hả. Nó được 5 tuổi á, thì ba nó mất. Dì cũng ở vậy á, nuôi nó lớn tới bây giờ á. Thế bây giờ Vi có ở nhà không ạ? Cho con gặp Vi với. Nó nói là nó hùng hạp làm ăn với bạn bè nó, có biết đâu. Mà nó đi đâu cũng không, gì cũng không biết nữa. Bây giờ sao rồi, mẹ con sao, khỏe không? Mẹ con mất rồi ạ. Năm con lên 5 tuổi thì mẹ con bị tai nạn. Lúc đấy con có nhiều mọi người liên lạc với người thân, nhưng mà không ai liên lạc được ạ. Sau này lớn rồi thì con mới ý thức ra, nên bây giờ mới có cơ hội về gặp dì đấy ạ. Trời ơi, thiệt, tao giận nó lắm mà nghe. Lúc nó đưa bay đi á,
Nó nói với tao khi nào mà cuộc sống nó ổn định á, nó về đây nó rước tao qua bên đó. Vậy mà thiệt, tao không ngờ cái số em thôi nó khổ như vậy. Thôi gì ạ, à? Dù gì mọi chuyện cũng qua lâu rồi. À, còn có mua cái này cho gì này? Dưa hấu đấy ạ. À? Trời ơi, cái dưa gì mà đỏ đỏ ngon vậy bay? Dưa Mỹ có khác hen? Không đâu ạ, à. Cái này là dưa quê mình đấy. Hồi nãy con đi ngang qua thấy bán ngon quá nên con mua cho gì ạ? Vậy hả? Gì? Gì ăn thử đi ạ. Dưa con mua gì ráng ăn cho hết. Cậu cũng ngồi đi. Ngọt ngọt. Ăn đi con, trời, nó ngọt ngon luôn nè. Ăn đi con. Con cảm ơn gì ạ? Nhưng mà bụng con đang bị yếu ấy, con không ăn được. Dì cứ ăn đi ạ. Dưa này con mua chắc chắn dì sẽ ăn cho hết. Hôm nay ở Mỹ ăn gì bữa cơm nha. Vâng ạ. À, để dừng lấy cái điện thoại gọi con Vinh nó về sớm. Ê da. Dì, dì bị sao vậy ạ? Sao cái bụng gì đau quá vậy ta? Dì, dì, dì có đau lắm không ạ? Gọi cấp cứu nhanh lên. Dì. Sáng bán hai trái cho giờ kiều xong ế tới giờ luôn, chán ghê. Trời ơi, tức con nhỏ nó ghê á, bán cho nó xong chứ không bán được cho ai nữa trơn á, chán dễ sợ. Thật sao chứ. Alo, tôi nghe nè. Hả? Tôi tới liền. Gì vậy má? Ê mẹ tao nhập viện rồi. Tôi vô bệnh viện nha, có gì mẹ dọn giùm tao nha. Nha. Đi, lẹ đi. Xin nghỉ ngơi cho khỏe à. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ có sao không? Sao chị lại ở đây? Hai đứa con biết nhau hả? Thì hồi sáng nay cô ấy là người bán dưa cho con đấy ạ. Trời ơi, Bi. Con muốn bán cái kiểu gì vậy? Con xịt xem nó làm chi? Nếu mẹ ăn vô mẹ đau bụng gần chết luôn đây nè. Dạ con. Vậy chị là ai, chị muốn làm gì? Sao chị cho mẹ tôi ăn cái đó? Đây á, là con gái của dì Lan, em gái ruột của mẹ. Cái người mà mẹ nói là bà con bên Mỹ giàu rồi cắt đứt liên lạc với mình đó hả? Không phải vậy đâu con, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Con Bi đây nè, chị có ý tốt, chỉ mua dưa tới thăm mẹ thôi. Ai ngờ đâu mình buôn bán thất đất như vậy á. Mày hại tao chết rồi mới vừa lòng mày. Thật sự là tôi không có cố ý. Hồi sáng nay tôi cũng tưởng dưa ngon thật nên tôi mới mang về để biếu gì. Đến bây giờ bác sĩ khám thì mình nói là cô bị ngộ độc. Mẹ ơi, cô xin lỗi mẹ. Tại vì người ta nói bà nghĩ nhanh lỗi lắm nên con mới làm vậy thôi chứ. Chứ con không nghĩ là con hại mẹ như vậy. Trời đất ơi, Vi ơi là Vi, bây giờ sáng giờ cô bán được cho ai chưa? Đi nói người ta liền đi, không sao mà nghiệp lắm mà con. Dạ chưa con, sáng giờ hôm nay con mới là ngày con bán đầu tiên à. Chỉ là người mua đầu tiên sáng nay của con luôn á, con chưa bán được cho ai hết ngoài chị. Xin lỗi chị liền, xin lỗi chị liền. Dạ em xin lỗi chị, em hứa từ nay không có làm gì nữa, chị tha thứ cho em nha chị. Thôi không sao đâu, cô khỏe lại để chị mừng rồi. Mà này, đừng có đi làm như vậy nữa. Dạ. Em đi học nail đi, chị đầu tư cho. Mai mốt đi mà tay nghề cứng rồi, chị bảo lãnh qua qua Mỹ. Dạ em cảm ơn chị. Mẹ ơi xin lỗi mẹ, con hứa con không làm nghề đó nữa. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ. Chị da nhẹ nhẹ thôi, mẹ đau quá con. Mỏi mẹ. Thôi được rồi,